Alo anh nghe nè. Anh đi tới đâu rồi? Anh đang trên đường tới đây, chờ anh xíu. Ê, 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 nè. Trời. Ê, nè, nè, nè. Sao tự nhiên lên xe tôi kỳ vậy? Đi đẻ. Đẻ hả? Đẻ đâu? Đẻ bệnh viện chứ đâu. Hồi hồi lắc hồi tôi đẻ lên xe ráng chịu à. Đẻ lên xe. Trời ơi, đau bụng quá. Đau quá thôi, trời ơi, đau quá. Lại sao chạy? Bóp đèn đi, bóp đèn đi. Né ra cho đi, đẻ mẹ mày qua đi. Lẹ lẹ anh ơi, đau quá thôi. Trời ơi, chạy xe mà cũng đội tóc giả chi vậy anh? Trời ơi, chạy ai? Trời ơi, sao quá vậy anh? Tôi cần lấy xe cậu nha. Buông ra coi, bên bắt sao thấy được. Đẻ luôn rồi. Lấy kèm giùm đi. Sợ chết hả bà? Tao kêu mày canh mà. Ông có bầu đau chứ. Những gì? Chưa thấy nào ông có bầu hả? Bác sĩ, bác sĩ, bác sĩ. Dạ. Cho hỏi bệnh nhân Nguyễn Thị Hồng nằm đâu vậy bác sĩ? Ủa, vậy anh là người nhà của chị Hồng hả? À, đúng rồi. Mời anh theo em làm thủ tục nha. À. Ai là người nhà của bệnh nhân vừa mới chuyển vô đây? À, tôi nè. Ê. Hả? Hai bà đẻ cùng ngày luôn. Dữ à. Ờ, không có, đừng có hiểu lầm. Bên đây là chở đi giùm, còn bên đây mới là vợ tôi nè. Vậy theo chúng tôi làm thủ tục nha. Ờ. Con trai của bà nè, đẹp trai giống bà nè. Bà thương con nhất luôn á. Cục vàng của bà nha. Chào anh, có phải anh là người điều khiển chiếc ô tô mang biển số 56S 3540 hay không? Ờ, dạ đúng rồi. Mời anh theo chúng tôi, có một số việc cần trao đổi. Ông này làm gì bị bắt kìa? Không biết nữa rồi, hình như vợ ông mới đẻ. Ôi mẹ thương, mẹ thương, nín đi, nín đi. Mẹ thương con. Nín đi con. Ủa Minh, em với anh Tâm vô thăm chị hả? Anh Tâm đâu? Em có chuyện này muốn nói với chị nè. Nhưng mà chị phải thật sự bình tĩnh nha. Cái gì vậy? À, không có đủ tiền đóng viện phí phải không? Nói anh Tâm á là đừng có lo, chị có tiền ở đây rồi nè. Phải. Anh Tâm. Anh Tâm làm sao? Anh Tâm làm sao? Anh Tâm trên đường tới đây bị tai nạn chết rồi chị. Bác sĩ ơi, bác sĩ,
gái. Nằm mơ thấy gì mà căng thẳng quá vậy? Dậy đi con. Ngó nhà ngó cửa, chú đi chợ nấu cơm nấu nước, trễ rồi. Dạ. Ủa, mà chú đi bằng gì vậy chú? Tất nhiên là bằng xe đạp rồi, chứ không lẽ bằng máy bay. Con nhỏ này khéo đùa. Sao không? Nó đâu rồi? Thằng chó nó đâu rồi? Hả? Nó đâu rồi? Nó chạy rồi hả? Thôi cho nó đi cả. Nó đi chậm một chút xíu nó tao lao luôn rồi. Mày giận mặt cái tao vậy? Hên cho mày nha thằng nhóc. Mày còn ở đây xịt mày xỉu luôn á. Thôi. Mày tên gì? Dạ. À, nó tên là Phong ở đây cả. Em mới tuyển về làm tài xế cho mình á. Đứng đây chi nữa. Vô lấy xe đi. Dạ. Khoan đã. Mày ra đằng sau ngồi với tao. Mày á, ra sao ngồi đây cha kìa. Mày không hả? Nó ngồi ai lái? Mày lái chứ không lẽ tao lái? Dạ, em nghe ạ. Dạ, em tới liền. Dạ, dạ. Trên đàm Vĩnh Hưng quá đại ca. Sao vậy? Anh đàm mà nghe thằng này hát chắc tự tử chết luôn á. Thôi vui mà. Đại ca. Vợ chúng ta thay bài các bạn. Bị mai. Đại ca Kim Vinh rồi kìa. Mừng hát đi. Túi hàng của đại ca. Ừ, làm việc mau lẹ tôi thích chú. Cái này của chú. Dạ, cảm ơn anh. Ừ. Dạ nếu không còn gì em xin phép. Wow, hôm nay chơi hàng lạ nè. Cái này đã đại ca, rộng rãi vừa say má em á. Cho má nha đại ca.
Được đó. Là sao? Chắc là có sự nhầm lẫn nào đó. Đại ca. Nhầm lẫn hả? Mày dẫn mặt với anh em tao hơi bị nhiều nghe chưa mày? Mày! Đại ca. Bớt xàm đi. Thấy thuốc đại ca tắt nè. Giờ tính sao mày? Anh cho em 24 tiếng đi. Chắc chắn em sẽ mang túi hàng này cho đại ca. 2-3 tiếng được không mày? Sao mày ngu quá vậy? Mày xin một ngày là mày được 24 tiếng rồi. Đi đi. Dạ. Ê ê! Mày cho má tao luôn hả? Ừ, đó đúng gu quá rồi. Anh, cho em xin lại cái túi. Nó không cho má em đại ca. Chắc nó không thích má mày. Quế quế mày nghe mày. Đại ca, em thấy anh Phong mày làm việc có vẻ bất cẩn. Sao anh tin nó quá vậy? Là anh em phải tin tưởng lẫn nhau. Đại ca nói đúng rồi đó. Mày lúc nào cũng nhờ tầm bậy tầm bạ hết trơn á. Đã là người chung một nhà rồi thì lúc nào cũng phải tin tưởng nhau, hiểu không? Theo dõi nó đi. Ông Sơn, công nhận gu của ông là đẹp, đơn giản mà chất. Tại lúc nãy trên đường đi em gặp sự cố nên em không kịp thay đồ. Em xin lỗi. Trời ơi, không có gì hết á. Bây giờ uống gì nè? Dạ, uống. Dạ gì cũng được. Để lấy đi. Ôi trời, anh xin lỗi. Để dạ. Anh lao lao đi. Dạ không sao đâu. Anh cho phép em đi ra ngoài một chút nha. Dạ. Xin lỗi nha. Dạ không sao đâu. Sao thấy người đẹp rồi bối rối quá hả? Thấy nhìn tao trẻ trung, dễ thương, đẹp. Còn về nhà mình, trời ơi, gặp con vợ già mình cứ ngày nào cũng mở miệng ra tiền không. Không bao giờ mà nghe bà nói cái chuyện khác, chỉ là tiền. Nè bà mẹ, vui quá à. Trời, hạnh phúc ghê vậy đó. Mỗi người một em. Em này đâu rồi? Tôi thề với bà luôn, nếu có em nào súng đạn ăn banh thay. Ông coi chừng tôi đó. Mới thấy ông ngồi với gái rõ ràng, ông thề vậy không sợ chết hả? Tôi thề á thì tôi chết từ từ, còn tôi không thề á là tôi chết liền tại chỗ. Cái gì ông cũng nói được hết. Anh. Ôi trời ơi, bà tới hoài. Em xong rồi. Thôi vậy nè, mấy ông cứ ngồi chơi. Dạ, ông ăn uống vui vẻ đi ha. Trời. Tôi sẽ rút. Ở đây đang vui mà anh, mình ngồi chơi chút nữa đi. Đây lo lắm, không có vui gì đâu. Để mấy ông này chơi đi, thôi mình đi. Chơi gì đây? Đi mà đứng lên đi. Dạ thiệt hả? Nguy hiểm lắm, đây. Ôi, ông đi rồi mình vô. Bắt gặp quả tang rồi nè, đứng đây. Bảo tổ tới được. Rõ ràng rồi nghe chưa? Rõ ràng gì, đâu có gì đâu. Đây nè. Cái này cổ luôn nắm tay tôi không nắm. Ai nắm cũng vậy, tụi bay xử nó cho tao. Mày gì quá nè, mày cái gì để giật chồng người ta hả mày? Tao đánh cho mày luôn nè. Trời ơi, đừng nắm tóc cổ tội nghiệp. Nắm tôi nè. Cái đầu có 27 cộng mà mày nắm cái gì? Mày nè. Mày giật chồng người ta hả mày? Mày đánh. Mày đánh rồi đưa cái mặt lên để tao lay chim. Mày dở mặt lên. Quay nó đi. Quay nó đi. Quay tôi muốn nổi tiếng đâu nha. Quay lại cho này cho tao. Quay bên này. Đây nè. Lai ở đây. Đánh bên này. Tôi đâu bị đánh đâu. Đúng rồi, đánh ông chi. Giữ sức khỏe cho ông đi, ông về ông ký đơn ly dị. Cái gì? Ký đơn ly dị. Ký đơn ly dị hả? Ừ.
Nè, nhớ nha, không có chia tài sản đâu nha. Đúng rồi, đâu có chia của. Không chia cho ông một cắc. Tụi bay, được rồi, đi về. Mày bỏ cái thằng đó nhảy. Ôi dạ. Bye bye, anh là bảo trọng nha. Đi chơi như vậy mới chắc cú nè. Trời ơi, hèn quá mày. Chơi mà trời ơi, hèn. Được rồi, chị, tôi không cần, không cần tài sản. Chỉ có trăm. Trăm sẽ đi với anh là đủ rồi. Trăm đi với anh là đủ rồi, Trăm ơi. Thôi đi. Đi với ông có ngày tôi bị acid hả? Bị đánh bầm dập vô đây chưa đủ sao? Vĩnh biệt. Ô, Trăm, dẫu có buồn, dẫu có vui, cũng là kỷ niệm. Ông đi kiếm Hồng Ngọc đi. Trách gì nhau anh ơi, dẫu có buồn, dẫu rất vui được hợp tác với em. Em cũng rất vui được hợp tác với chị. Cảm ơn chị. Hai đứa đứng lên. Nãy hai đứa nào đánh tao? Rõ ràng mày đánh tao mà giờ còn mày đặt đổ thừa nữa hả mày? Tao mày đi chụp CT cái đầu tao có vấn đề gì á? Là mày nuôi tao suốt đời nghe không? Không phải đâu chị. Mình diễn thì diễn phải thiệt. Diễn phải có tâm. Diễn không có tâm người ta không có tin. Có tâm cái gì? Mày đánh tao muốn lông não luôn vậy á? Mày không có thương chị gì hết. Còn mày nữa? Dạ. Lúc nãy mày livestream định bán đứng tao trên mạng hả? Chị ơi, bây giờ mạng xã hội nó phát triển, mình làm cái gì cũng phải PR quảng cáo. Nãy em livestream người ta thả tim like xe quá trời luôn á. Hay là mình mở công ty đi chị? Công ty gì? Công ty xí nghiệp xí gạt số 1. Xí nghiệp xí gạt số 1 nè. Hai đứa chị chỉ xàm không à? Giờ còn sớm. Đi thôi chị. Nhìn tụi nhỏ vô tư hồn nhiên mà chị thương quá. Ước gì ai cũng có gia đình, được ba mẹ quan tâm chăm sóc thì hay biết mấy. Chị đừng buồn nữa. Thôi, mình đi vô gặp cô chút đi. Dạ. Đi. Cô rất là cảm ơn con. Nhờ tấm lòng hảo tâm của con á mà những khổ đau của mấy đứa nhỏ nó cũng dời dần đi. Dạ không có gì đâu cô, tụi con chỉ đóng góp một phần ít thôi. Ừ. À thôi, tụi con về trước nha. Ừ. Chị đi ăn đi, em đói bụng quá. Em cũng đói quá. À lúc nãy trên đường đi chị thấy có cái quán Ba Miền. Cô hay là cô đi ăn với tụi con cho vui nha. Thôi con đi ăn đi, cô phải lo cho mấy đứa nhỏ nữa. Dạ. Vậy thôi, tụi con về. Ừ, con đi. Con chào cô. Ừ, con đi ha. Đi nhanh đi mấy đứa. Cô ơi. Gì con? Cô cho con hỏi, cô có biết cô gái trong hình này không? Đây là cô Trâm, cô mới đây nè. Cô đâu rồi cô? Cô nói cô đi ra quán ăn Ba Miền gì ở ngoài này nè. Dạ, cô cảm ơn cô. Ừ. Dạ chào quý khách. À, cô cậu vô đây có thấy cái bảng tôi để trước không? Xe tự giữ, mất tự tìm hen. Nếu lỡ có mất cũng không ai đền, biết sao không? Tại trong quán này có mình tôi hà. Đâu phải mày vừa buôn báo mày vừa coi xe đúng không? Thông cảm hen. Cô vui tính quá. À. Cô yên tâm đi, xe của con á, ăn trộm khó lấy lắm. Xe của con thì lại càng khó hơn cô à. Trời ơi đừng có dễ ngươi nghe, sơ sẩy là mất như chơi đó. Làm đi, làm đi, không sao không sao. Đại ca, em phát hiện ra chiếc xe để mình lấy rồi đó. Đừng có giỡn ngu nữa nha. Chi nào, chi nào? Xe trắng kìa. Wow, ủa mày lấy bằng niềm tin hả? Nó xích lại hết trơn. Đại ca, thôi mình kêu xe cẩu thôi, cẩu nó về. Wow, sáng kiến hay. Cái tiền mướn xe cẩu bằng tiền mua chiếc đó đó. Chị lấy chiếc này đi. Khóa cổ rồi, bẻ luôn hả? Bẻ đi, tao canh cho. Bẻ nha. Bẻ đi. Xong chưa. Đại ca. Sao? Được rồi, lên lên. Để máy chạy. Giọt lẹ đi, nhìn cái gì nữa. Xuống. Sao? Có đề được đâu mà chạy. Sao đề được? Con thách dòng họ lấy xe của con đó. Hả? Thư đề thì đáp. Ờ ha.
lấy được xe của con phải trải qua nhiều giai đoạn lắm. Cái xe gì mà không có đề, không có đạp gì. Bây giờ tao tính nha, mày đẩy cái xe xuống dưới, tao đẩy, mày ngồi lên đó, mày vô số, nổ máy, chạy. Ừ. Kiếm cái gì nữa vậy? Cần số không có luôn á. Chiếm đoạt tài sản của con là cả một thực hình. Trời ơi, ghê vậy đó hả? Trời ơi, giờ sao? Điên đầu luôn, nãy giờ có hai chiếc xe lấy không được. Ngày đầu tiên làm mày chết rồi. Phải đi về đi, xui quá. Dạ. Đi. Ê mà khoan. Điên lại đợi tao. Chị đó cả. Bà chủ ơi. Ờ, tôi ra liền. Dạ, cô cậu chờ chút ha. Dạ, chào hai cậu. Hai cậu ăn uống gì vô quán tôi làm cho. Tôi đến đây không phải ăn uống. Ủa chứ tới đây làm chi? Bây giờ tôi đề nghị bà làm ơn bà tháo cái bảng nó xuống giùm tôi. Cái bảng để rất là dư thừa. Ủa sao vậy? Xe bà để vậy ai mà lấy vô được. Bà để đó làm chi nữa hả? Ủa là sao? Sao gì? Vậy hai cậu là cái gì? Cái gì cũng được. Bây giờ bà muốn cho tôi là cái gì thì cho. Mệt quá, đi về. Ủa là sao? Cô hả? Đại ca con anh giận anh nói vậy, cô đừng có buồn nha. Tụi con là ăn trộm nha cô nha. Hả? Nè, chở chị. Chị ơi. Em thấy mệt quá. Hả? Có sao không? Chứ em kêu ông Đại chở về trước quá. Ừ, thôi, hai đứa về trước đi. Nè, cầm này giùm chị. Rồi về đi, chị đi mua ít đồ rồi chị về sao? Đầu quá. Nhớ về uống thuốc đó nha. Em biết rồi. Để tao về đi. Từ từ đã. Tao có ý này hay lắm. Cô ơi, làm ơn cho con hỏi, quán Mao Miền ở đâu cô? Là quán này nè. Ủa, quán này dẹp rồi mà. Trời đất ơi, thiệt tình là mấy quỷ sứ thì nó rù cái quán thứ ba ngày dẹp mà. Bữa nay là ngày thứ ba nè. Vậy cô cho con hỏi, cô có thấy nhóm người mà trong đó có cô gái... Ba ngày nay chỉ có một nhóm một à. Họ đâu rồi cô? Con nhỏ gái đi hướng này nè. Dạ, cảm ơn cô. Cái gì vậy? Trời ơi, cái khỏi hỏi, nhỏ gái đi hướng này. Mà lanh quá, tôi hỏi thằng con trai mà. Thằng trai có đi hướng này. Gốc bao nhiêu độ? Ai biết? Quẹo trái quẹo phải. Ai biết? Quẹo trái quẹo phải đều không biết. Làm sao mà thoát khỏi tay tao? Rồi, chậm đi. Ok. Không thoát được với tao đâu. Anh đi nha bé. Bé bà nội mày. Xuống xe. Mấy người làm gì vậy? Con khốn. Mày dám qua mặt tao đi ngoại tình hả? Mấy người định làm gì vậy? Đi qua đây. Xe của tôi mà, buông ra. Ê, chuyện gia đình của tao khôn hồn thì biến. Chuyện gia đình của tụi bay tao không có quan tâm. Cô ấy lấy lộn cái túi của tao, tao tới đổi lại thôi. À, tính lấy vợ tao mà. Ê, quen biết gì mấy người mà vợ chồng gì ở đây? Im. À, thì ra là tụi bay dàn cảnh để cướp xe hả? Kịch bản này cũ đích rồi, đổi kịch bản mới đi tụi cưng. Mới hả? Lấy mạng mày nè nhóc. Hơi bị khó đó. Khó hả? Thằng đàn ông đánh vô mặt thằng kia. Kiếm chỗ nấp đi. Kiếm chỗ nấp hả? Ừ. Nấp đâu vậy? Đi kiếm đi. Đi. Cô không sao chứ? Tôi không sao. Cảm ơn anh. Nếu không có anh, không biết xảy ra chuyện gì nữa. Không có gì. Trả lại cái túi cho tôi là được rồi. Anh đi theo tôi. Ê, sao với mày càng ngày càng xa tụi nó vậy? Bạn, thú vị. Dừng lại. Nhảy xuống chiếc xe tụi nó lại lên. Ê, chờ tao.
nhanh lên đi. Mày thấy tao thông minh không? Chỗ nước đất kính có điều hơi thúi. Nhiệm vụ của mình là theo dõi, chứ không phải đi hóng mát. Mệt mày quá làm mềm hoài chiếc xe còn là được rồi. Phải thôi theo nó. Lên 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 lên. Ấy, ui cha, ui cha. Sao vậy? Nó bị dướng dướng. Ủa? Xe còn đây. Rồi cái bánh xe đâu? Ai biết. Không lẽ ăn trộm lấy? Chìa khóa còn. Ừ. Sao nó không lấy cái xe mà nó lấy cái bánh? Chắc nhà nó có chiếc xe mà không có cái bánh. Thằng ngu thiệt. Giờ làm sao? Mày chạy giùm tao nha. Ê! Ê! Mày biết không? Cái này là cái nút của tao, nó có chức năng khác. Nút của mày cái nè. À mày biết hả? Nút của mày cái nè. Nút, nút. Anh này chủ nhà, anh phải giải quyết. Đúng rồi. Bây giờ tôi không biết sao luôn. À bây giờ thì có chuyện gì vậy chú? Hay quá, con về rồi. Con vô coi hai nói giùm chú coi. Giờ này còn mở nhạc ình ình, nói hoài nó không nghe. Giờ hàng xóm láng giềng tới mắng vốn quá chừng, chú không biết sao luôn. Vậy rồi, mọi người bình tĩnh. Để con vô và giải quyết cho nha. Mọi người yên tâm. Hai đứa đã làm trò gì vậy? Ủa chị? Thằng Quốc nó bị đau đầu. Em lấy cái thuốc đau đầu trong giỏ của chị cho nó uống. Rồi nó bắt em mặc đồ như thế này để phục vụ âm nhạc cho nó. Hai cái thằng này, có biết thuốc để trong giỏ là thuốc gì không? Lỡ nó là thuốc chuột rồi sao? Rồi cái giỏ đâu? Đây nè chị. Để coi trong giỏ là thứ thuốc gì mà hai đứa uống thành ra như vậy. Trong đây là thuốc kích thích âm nhạc. Bây giờ mở nhạc lại cho nó đi. Khoảng 2 tiếng là nó hết rồi. Anh nói cái gì? Tận 2 tiếng anh hả? Ừ. Em sẽ phù hộ cho anh chị. Thôi, trả lại cái túi cho cô nè. Cô về trước anh. Để tôi đưa anh về. Chị ơi, con lên cơn động được luôn rồi. Dạ dạ. Sao rồi con? Dạ con giải quyết xong rồi chú. Ủa, con cậu này là... Anh này lúc nãy anh cứu con thoát khỏi đám dàn cảnh cướp xe đó chú. Cái gì? Con bị cướp xe hả? Dạ. Rồi con bị sao không? Dạ con không bị gì hết đó. Dạ con tên Phong, con chào chú. Chào cậu Phong, cảm ơn cậu nhiều lắm nha. Không có cậu không biết cháu tôi sẽ như thế nào nữa. Dạ không sao đâu. Thôi cũng trễ rồi, xin phép chú con về trước. Không phiền mọi người nghỉ ngơi đâu. Dạ cảm ơn anh. Cảm ơn cậu nhiều lắm. Dạ. À mình vô nhà đi con. À khoan chú, còn một chút nữa tụi nó mới ngủ. Bây giờ chú mà vô á, tụi nó quậy chú không ngủ được luôn á. Bây giờ chú phải làm sao? Hay ổng ấy, bây giờ con với chú ra ngoài kia hóng gió đi. Lâu lắm rồi con với chú không có nói chuyện á. Nhà của chú mà chú vô không được là sao ta? Chú thôi đi mà, đi với con. Nó làm cái gì mà nó mở nhạc in. Chú chịu không nổi luôn á. Chú cứ kệ tụi nó đi, chút nữa là hết à. À mà con nữa, chú thấy cái nghề của con không ổn chút nào luôn á con à. Thì con cũng định làm thêm vài vụ nữa, rồi tìm công việc ổn định để làm. À, cố gắng vậy. Chỉ cho em nhập viện đi. Em không thể chịu đựng thêm được nữa. Bao nhiêu năm gìn giữ tàn lát hết rồi. Nó bị cái gì vậy con? Vậy giờ nó sao rồi? Nó xong nó ngủ rồi. Trời ơi, nó uống cái thuốc gì mà bây giờ một thằng ngủ thỏa mãn, một thằng lõa lồ như vậy. Thôi nó ngủ rồi, mình vô nhà đi chú. Nến trời, đi vô mặc đồ đi. Rồi, lạnh, đi vô. Nhìn mày tôi muốn ôi quá.
Tao đứng đây luôn hả? Dạ, em xin lỗi. Tại vì Phi Yêu theo nhạc quá, đại ca đánh hay quá. Đại ca, túi hàng của anh đây. Thấy chưa, tao nói rồi, là anh em phải tin tưởng lẫn nhau. Em vô lộn tông. Mày biết mặt con nhỏ đó rồi chứ? Dạ. Giết nó đi. Đại ca, xin anh hãy suy nghĩ lại, cô ấy vô tội mà, không biết gì đâu. Ra giang hồ làm ăn đừng có cảm tính như vậy. Nhưng mà... Cái này được. Đi đi. Dạ. Tụi bay theo dõi con nhỏ đó sao rồi? Đại ca yên tâm đi. Đại ca mà có sự phục vụ của hai thằng em á, thì lúc nào công việc cũng êm xuôi hết trơn á. Nó đi đâu á, tụi em tới đó. Này nè, em ghi hết tất cả những gì mà em biết được trong đây hết trơn rồi nè. Đại ca cậu thử đi. Đọc tao nghe. Thiếu bà chín đàn cò 400 ngàn. Thiếu ông năm đàn bầu 700 ngàn. Thiếu bà tám đàn tỳ bà 1 triệu. Đặc biệt gạch đầu dòng ông Dũng organ 2,5 triệu. Đâm ma má mày hả? Không, sinh nhật má em. Má mày thích thể loại này hả? Làm cho bà vui. Trời ơi. Vô ý chính đi. Không có. Cái gì vậy? Cái bữa tao mày theo dõi đâu? Có giết lại nhưng xong cái đi toilet không có giấy lỡ xé luôn rồi. Nói tóm lại là tụi bay biết nhà con nhỏ đó đúng không? Đã biết. Nếu được, ra tay trước thằng Phong. Dạ. Dạ. Chắc chắn chỗ này rồi. Chắc không? Chắc mà. Im! Mày chó đẻ. Mày nói nó không hiểu đâu. Thì tao. Thì ghê không? Tao chơi chó quyền với nó luôn đó. Không tin là mày nói được tiếng thú luôn á. Ngày xưa không muốn luyện chó thời gian. Hay quá. Đi. Mày hại tao rồi. Ủa nó kéo băng nhóm tới kìa. Bình tĩnh đi chứ. Chuyện đâu còn có đó mà. Giải quyết được mà. Nhất là bà đó, bà kênh, bà ngó, mới hùa mấy tiếng à. Bà kéo đồng bọn bà lợi, bà tưởng có mình bà mệt hả? Bà bốn giò, tôi có hai cẳng à. Ai chạy đây bà? Sẵn đây nói cho nghe, một lát nữa, vô nó con nhỏ bạn của tụi bay á, mai tao ghé. Nó ra chưa? Nó ra rồi. Ra rồi, buông tao ra đi, mày hôi quá. Nhanh lên. Nó đi hướng nào? Nó đi hướng này nè. Hiểu không? Mày nhức đưa đây ra. Qua đây. Ngon lắm mày ơi. Thế bây giờ mới thấy con nhỏ ngon lành như vậy. Ê, 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 nhìn ngon, nhìn ngon. Con ghế trong đây ngon nè. Trời đất ơi. Ở đây là phòng thay đồ của nữ. Hai ông nội đi vô đây gì vậy? Biến thái hả? Biến thái hả? Tôi kêu bảo vệ vậy? Đó, em nói anh rồi. Trong đây người ta không có cho chơi búp bê mà. Thiệt. Trốn đi nữa. Má người ta không à. Thiệt, giận luôn á. Châu Chi.
ở đây hả? Đúng rồi. Ui. Ủa, anh bị sao vậy? À, lúc nãy tôi tập lộn bài bị tạ đè. Thôi chào cô nha. Bye anh. Ui. Ê, nè 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 nè. Anh có ổn không đó? Chắc là không ổn quá. Có cần tôi đưa anh về không? Vậy cũng được. Vậy mình đi. Phải chai này không anh? Đúng rồi, cảm ơn cô. Anh á, lần sau tập cho cẩn thận một chút. Lần này á, nó chỉ đè ở chân, lần sau nó đè ở cổ là chết luôn á. Cảm ơn cô, tôi nhớ rồi. Dạ, con nghe. Con ơi, tới giờ về ăn cơm đi con. Dạ, cả nhà mình ăn cơm trước đi, con có chút việc. Chút con về con ăn sao? Tôi đã hâm rồi đó, con về trễ đang cù lắng á. Dạ, bye bye chú. Thôi tôi có việc rồi, tôi đi về trước nha. À, cái chân tôi đang bị đau, cô cất giùm tôi chai thuốc được không? Ok. Giờ tôi đi về nha. Để tôi đưa cô ra ngoài. Thôi được rồi, chân anh đang bị đau, để tôi tự về được rồi. Bye bye anh. Bye bye. Anh thương em chứ tình nghĩa chẳng ngã léo. Anh thương em tình cảm đúng như là nhà khéo. Anh thương em như tình đồng tình nhau mà cảm thấy là anh thương em chỉ thế tình không hỏi kia không em. Anh. Khi nào ông thợ sửa xe mới tới vậy? Đây tới sáng còn lâu mà. Giờ này còn giỡn nữa. Cảm ơn anh. Chuyện gì? Nhờ có anh mà em mới biết một nơi tuyệt đẹp như thế này. Ủa mà sao anh biết được chỗ này vậy? Thật ra ở đây là nơi mà ba và mẹ của anh gặp nhau. Nhờ như vậy mà mới có anh trên đời này đó. Ê, đừng có nói hôm nay gài hàng tôi nha. Xe có hư thiệt không đó? Nói gì kỳ vậy? Sửa chịu giờ không thấy hả? Gài cái gì? Hôm nay anh cho em một bất ngờ. Em cũng sẽ dành cho anh một bất ngờ. Bất ngờ gì vậy? Bí mật. Nói đi. Bí mật? Về Sài Gòn sẽ biết mà. Thôi nghi thắc chút.
vậy đi. 20 giây nữa tới Quế rồi kìa. Cái gì? Anh chính đang tới Quế luôn rồi. Anh tài xế. Tài xế. Tôi về Sài Gòn mà. Về Quế kiếm ai ngoài em rồi. Tài xế ơi. Tài xế. Xe lại đi. Tài xế. Hai đứa đã chuẩn bị xong chưa? Chị yên tâm đi, lần này là tụi em sẽ cho chị hãnh diện. Good. Chị sẽ tự hào về tụi em. Tốt. Thôi, bây giờ hai đứa núp qua một bên đi. Chờ chị ra hiệu. Ủa Trân, anh. Sao em tới không gọi cho anh trước? Em có một bất ngờ muốn dành cho anh. Có chuyện gì vậy? Em có thể vô nhà không? Được chứ, mời vào. Dạ. Gì vậy? Ủa, anh Phong, anh tới hồi nào vậy? Đây là điều bất ngờ em dành cho anh đó hả? Dạ. Chưa đâu anh, còn nhiều điều bất ngờ lắm. Vô nhà chơi. Mình vô nhà chơi. Gì lãng vậy? Nhà tôi mà. Có chuyện bực thêm, có chuyện té đó. Có chuyện gì mà bí mật quá vậy? Từ từ anh sẽ biết. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Mọi người làm tôi bất ngờ quá. Cảm ơn nhiều lắm. Chưa đâu anh, còn nhiều điều bất ngờ lắm. Sáng lên anh Thành. Cái này. Dạ con nghe. Con ơi, mất hết tất cả rồi con ơi. Mất cái gì chú? Trái cây, xôi, chè, gà, cái tiền vàng bạc rồi đồ đạc chú mua cúng ba má con bây giờ mất hết rồi. Dạ dạ, con biết mấy cái đó ở đâu rồi chú? Con nhắn giùm chú là ở nhà còn 2 tấm hình ba má con với cái lư hương bàn thờ nè, kêu nó lấy luôn đi cho nó hoành tráng. Dạ rồi, con sẽ giải quyết tụi nó. Bây giờ con bận rồi, con gọi lại sau nha. Hai đứa làm gì có được đó hả? Nhờ có một chút xíu chuyện cũng làm không xong nữa. Nói làm cho chị hãnh diện. Rồi bây giờ hai đứa làm như vậy nè. Hả? Muốn kiếm cái lỗi cho xuống dưới luôn vậy đó. Sao chị la tụi em hoài vậy? Bộ không phải sao? Chị có biết là tụi em phải tốn biết bao nhiêu mồ hôi, nước mắt, công sức, lén lút, rình rập mới tổ chức được bữa tiệc ngày hôm nay không? Chị la hoài vậy? Cái thằng này, hôm nay là ngày vui mà. Mày đừng có khóc nữa. Người ta lại tưởng nhà có người chết á. Thôi, đừng có buồn nữa. Anh muốn em hết buồn không? Muốn. Cho em mấy viên thuốc bữa đi. Trời. Mày thôi đi. Mày đừng có nhắc tới giây phút kinh hoàng nữa. Hôm đó mà kéo dài thêm một tiếng nữa là hôm nay là ngày mở cửa mả của tao đó. Dù em làm như thế nào cho anh cũng vui mà. Anh biết không, không những hôm nay là sinh nhật của anh mà còn là sinh nhật của chị Trâm nữa. Tụi em muốn tạo bất ngờ cho chị mà. Hôm nay là sinh nhật của em, tại sao em không nói cho anh biết? Hôm nay là ngày vui, cũng là ngày buồn nhất của cuộc đời em. Vì ngày này 25 năm trước, em trở thành trẻ mồ côi. Thôi mọi người đừng có nhắc chuyện buồn nữa. Cái thằng này vui lên, chúng ta còn vui vẻ lên nào. Hả? Vui. Em ngồi đi. Nè, cái này là của anh Phong. Nè, vui lên nè. Uống đi nào. Nào, chúng ta cùng nâng ly. Vô. Cái ly của em còn nhiều quá à. Thôi em đừng uống nữa. Thôi em đừng uống nữa. Hay em nói về
cuộc đời và ước mơ của em cho anh nghe đi. Lúc còn nhỏ, ừ, em đi học, thấy bạn bè được ba mẹ đưa đi đón về. Những ngày lễ, ngày Tết hay những ngày cuối tuần, thấy bạn bè được ba mẹ chở đi chơi, được tặng quà, em cũng ước mình có được những giây phút đó. Em hận cái người đã cướp đi gia đình của em, cướp đi tuổi thơ của em. Đừng uống nữa. Em xem tụi nó với chú mình như là người thân của mình vậy đó. Hôm nay chú bận không có nấu cơm, hai chú cháu mình đang ăn tiếu nha. Dạ. Sao con không ăn? Cô giận chú hả? Tụi nó cũng mồ côi giống như em. Ước mơ của em là đi làm có thiệt là nhiều tiền để em mua một cái mảnh đất to thiệt là to nè, để em xây một cái trại trẻ mồ côi để đón những mảnh đời bất hạnh về cưu mang dạy dỗ, để chúng không phải bơ vơ lạc lõng giữa dòng đời nữa. Em sẽ làm được. Ừ. Anh tin là em sẽ làm được. Anh, em đã kể về cuộc đời và ước mơ của mình rồi. Vậy cuộc đời và ước mơ của anh là gì? Ngỡ. Ước mơ hả? Ước mơ của anh là... Sao cô đánh tôi? Tối qua anh làm gì tôi? Tôi đâu có nhớ. Ây da! Không nhớ gì đồ tôi đâu. Tôi đâu có biết. Cái gì nè? Cô nhìn lại đi. Hên quá, còn y nguyên. Tối qua cô làm gì tôi? Ai biết. Tôi mới là người bị tổn thương nè. Chị Trâm ơi, về gặp chú Từng rồi trời. Tại sao lại va chạm xác thịt sớm vậy? Mày làm gì vậy? Tao trả thù của chị Trâm. Cái thằng này, để tao phụ mày. Hai cái thằng biến tay. Ôi, đi. Ôi. Đi ra. Kế hoạch tư đâu? Chúng ta đã thực hiện khá là thành công. Đó là bước 1, tiếp cận. Bước 2, làm quen. Và ngày mai, chúng ta sẽ thực hiện bước 3. Đó là tấn công và lượm tiền. Dạ. Bước 4.
Trên gương mặt của mày đã tố cáo việc làm của mày rồi. Sao? Đánh một lần được quen tay rồi phải không? Ê, sức người có hạn nha mày. Dạ, em nghĩ chị nên làm cách khác, mình lụm tiền ngon hơn. Muốn làm gì? Chị để em rạch mặt vậy đi. Cho em tạt axit nữa. Ờ, đúng rồi đó. Hai đứa mày bị khùng à? Đi lên kế hoạch đi kìa. Tối ngày chỉ biết lo ăn với lo xàm xí không à. Hôm nay em mua được mấy đôi giày đẹp lắm. Em cảm ơn anh. Chê, em mà muốn mua, anh mua hết cho em liền. Anh dễ thương quá à. Trâm, Trâm, chạy bố thằng. Ủa, anh Phong, thằng đó đâu ra vậy? Dạ, bạn trai của chị em đó. Em nói bận công chuyện đột xuất, là đi với ông già vừa lùng vừa xấu này đó hả? Ê, tao lùng, tao xấu, tàn hết của mày hả mày? Anh đi đâu đây? Anh không muốn nói chuyện với em. Em già, tôi nhìn cái bộ râu của ông là tôi quế lắm rồi, biết không? Ê, mày chửi cha tao, đâu có biết. Mày mắng mẹ tao, tao cũng làm thinh. Mà mày đụng tới râu của tao, tao múc mày liền. Sao không động tao? Sao anh đánh người ta vậy? Ui, đi hành nghề mới dẫn trai tôi là cái gì vậy? Nói chuyện thì ơi. Anh, hên quá ông của chảy máu. Tặng ông cái mắt kính đeo làm kỷ niệm nè. Nhớ sau này đừng đi kiếm cỏ non nữa. Đi về. Anh kéo tôi đi đâu vậy? Dâu yêu, còn quà của anh. Thương lắm sao mà nhận quà. Bố đã coi. Anh làm cái gì vậy hả? Anh có biết đây là công việc của tôi hay không? Ừ, công việc của cô là đi cặp với mấy ông già. Rồi sao? Cô có nghĩ tới cảm giác của tôi hay không? Anh là cái gì của tôi mà tôi phải nghĩ cho anh? Anh có biết là chỉ cần thiếu một chút nữa là tôi có một số tiền thiệt là lớn hay không? Trời ơi, tức quá. Tức tức cái gì? Lên xe đi, tôi chở cô về. Tôi không về. Chứ bây giờ cô muốn đi đâu? Tôi đi ăn, đi uống hay đi đâu cũng không mắc mớ gì tới anh hết đó. Lên xe đi, tôi mua đồ cho cô. Tôi không đi. Đi. Buông ra. Anh làm cái gì vậy? Lên xe. Ngồi yên ở đây, không được đi đâu đó. Hai chú làm vậy là chết tôi rồi. Dạ, có gì từ từ nói chuyện chị ơi. Bây giờ hai chú thấy không? Chị của hai chú bỏ theo trai rồi đó. Làm sao tôi đánh ghen? Làm sao mà chia tài sản đây? Rồi em nói chị bình tĩnh, đừng có sồn sồn lên như vậy. Chị em không phải theo trai, mà là trai theo. Tôi không cần biết. Bây giờ mà hai chú không làm tốt nha, là hủy hợp đồng, khỏi hợp tác nữa. Chị yên tâm đi, em sẽ tìm cho chị một cái người khác, bảo đảm chồng chị cũng sẽ chết mê chết mệt luôn. Nhanh đi. Đây. Chú có bị khùng không? Chồng của tôi không thích ăn thịt kho hột vịt. Nghĩ sao đưa con mập này ra vậy? Đâu đưa tao coi nào. Thằng mất dạy. Sao mày đưa hình bồ tao? Mày châm biếm tao đúng không? Trời ơi, cái gu chú lạ dữ ha. Đây, bảo đảm hai đứa này là chị chịu luôn. Thôi, quyết định, lấy hàng nhỏ này luôn, duyệt. Mở đầu chương trình, xin kính mời quý vị đến với yêu cầu đầu tiên. Xin phòng kỹ thuật nối máy với vị khán giả đầu tiên giùm. Uống nước đi. Không uống. Alo. 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 Dạ, alo. Chào bạn. Cho anh xin lỗi bạn mà. Bạn nghe được chưa ạ? Dạ, dạ, em nghe. Tại em thích rồi. Em, nó mới có hành động như vậy. Chào bạn. Bạn có thể giới thiệu về mình được không ạ? Hết nước rồi, uống ly khác đi. Dạ, em tên là Mai, em ở Tân Bình ở đây. Chào Mai, Mai yêu cầu bài hát. Bây giờ thì anh biết được đó là công việc của em rồi. Nhưng anh muốn từ đây về sau em không tiếp tục công việc này nữa. Nguy hiểm lắm. Anh có thể lo lắng chăm sóc cho em được mà. Anh sẽ là bờ vai vững chắc cho em. Tin anh đi. Dạ, em yêu cầu cái bài hát này là em muốn nhắn nhủ tới các bạn trẻ là đừng có quá tin người. Quá tin vào những cái lời mà người ta hứa trời. Đàn ông thời nay tin được chết liệt. Cái đài này tự dưng hôm nay nói nhiều quá, không hát gì trơn. Để anh đổi kênh khác. Đừng tin vào lời ong bướm, đó là hố sâu, là cạm bẫy tình yêu. Thôi, đừng tắt luôn đi. Dạ, con nghe mẹ ơi. Con trai, con đang làm gì vậy? Sao lâu quá con không về thăm mẹ? Dạ, con đang lái xe. Có chuyện gì quan trọng không mẹ?
Nếu không lát nữa con về nhà con gọi cho mẹ. Alo. Alo. Dạ. Bye bye mẹ. Ủa, hai người lúc nãy là... Là ba mẹ của anh. Sao em đến nhà anh em không thấy? À, ba của anh thì mất cách đây vài năm, còn mẹ của anh thì mới chuyển về quê sống yên tĩnh. Em à, dạ. Em sao vậy? Có chuyện gì hả? Em cảm thấy nhức đầu quá à. Hay là anh đưa em về nhé. Con gái, có chuyện gì? Chuyện 25 năm trước là sao vậy chú? Anh sao anh hai? Anh hai? Có ai không? Cứu người đi! Anh hai! Anh hai, cứu người đi. Anh hai, có ai không? Cứu người đi. Trời ơi, anh hai. Rồi mẹ con mất sau khi sinh con ra. Chuyện sau này thế nào chắc chú không cần phải kể thêm nữa. Chú, nếu chú gặp lại người mà 25 năm trước đã gây tai nạn cho ba con, chú sẽ làm gì? Chuyện qua rồi, sao con lại hỏi chú như vậy? Con chỉ muốn hỏi vậy thôi. Nếu là chú... Trời ơi! Nếu là chú còn đủ sức, chú sẽ làm cho hắn ta tan nhà nát cửa, gia đình phải tan nát hết. Không phải là vì chú, vì cha con hay vì mẹ con, mà là vì con. Chính hắn ta đã làm cho con phải mồ côi ba mẹ. Chính nó đã làm cho con phải có một cuộc sống khốn khổ như vậy. Chú đừng nói nữa. Chính nó. Chú đừng nói nữa được không? Nhưng đó là những suy nghĩ của chú thôi. Còn nếu với con, chú khuyên con là nên tha thứ. Tha thứ hết tất cả đi con. Sao không xuống ngủ? Đừng có suy nghĩ gì nhiều. Đi con. Chú nè, sao chú không tìm cho mình một cô vợ để chăm sóc cho mình? Tự chú chăm sóc chú được. Với lại bên cạnh chú còn có con chăm sóc chú mà. Vậy thì đâu cần thiết phải dắt về một con mụ gì ghẻ sống chung với mình, đúng không? Thôi mình đi xuống chú. Dạ, con mời cô chú mua bông. Cho chú một bông đi con. Cảm ơn chú. Bạn mua bông của bạn. Bông này nhiêu tiền vậy? Dạ, 10 ngàn. Ồ, 10 ngàn. Có 10 ngàn không ta? Ồ, đây, 10 ngàn.
Cảm ơn em trai. Tặng em bao bọc. Đó, đi. Ủa chị, bữa nay là lễ tình nhân, sao bạn đó mua bông tặng mẹ vậy chị? Không lẽ bữa nay là ngày của mẹ? Ờ, chị cũng thấy gì đó sai sai. Hay là mình lộn hết ta? Nè hai đứa, sao giờ này không đi học mà còn đứng đây? Dạ, hôm nay con được nghỉ nên ra ngoài đây bán bông để lấy tiền đi học. Rồi ba mẹ hai đứa đâu? Con không có ba mẹ, tụi con sống trong chùa với thầy. Nhóc, ăn cái gì mà đẹp trai quá vậy? Dạ, con ăn cơm với cháu. Thôi được rồi, bây giờ để chú mua hết giỏ quà cho tụi con, để tụi con được về sớm, hiểu không? Chú nói thiệt hả? Thiệt mà. Yeah. 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 Bao nhiêu tiền hả con? Dạ 200 ngàn. Đưa đây cô cầm. Rồi, để lên đây. Dạ. Dạ, con. Giờ hai đứa đi về chú. Đi nha. Trưa rồi đó. Bye bye hai đứa. Bye bye. Bye bye. Mình về ngôi tàu hủ nha. Hôm nay em đi chơi có vui không? Vui. À, anh thấy bé đứa trẻ lúc nãy sao? Có dễ thương không? Không. Sao vậy? Em thấy dễ thương mà. Bởi vì em là người dễ thương nhất. Anh dẻo miệng. Anh, em muốn ăn bánh ngọt, mua cho em nha. Được, chờ anh chút. Dạ. Em, giúp anh lấy cái bánh này. Dạ. Anh ơi, có điện thoại kìa. Lẹ lên. Của em nè. Cảm ơn anh. Dạ, em nghe đây ca. Hôm nay chú theo tôi đi nhận hàng nha. Dạ. Nhớ làm gọn gàng và kỹ lưỡng. Chuẩn bị đi. Dạ, hai ca cứ yên tâm. Đây là hàng tốt nhất hiện nay đấy. Rất vui khi hợp tác. Giao dịch đã xong đại ca. Mày bình thản cái gì? Giờ tính sao? Thì ổng có hỏi á, thì tao với mày nói là xử nó rồi. Mày mà nói chưa hả? Tao với mày mệt lắm á. Anh, đại ca, tôi bay đi đâu cả tuần lễ này không thấy mặt. Chuyện con nhỏ đó sao rồi? Dạ, tụi em giải quyết gọn ghẽ lắm đại ca ơi. Quan trọng là bây giờ nó chết rồi, tin được không? Dạ, đại ca cứ yên tâm. Tất cả những chuyện gì đại ca giao cho tụi em đều gọn gàng hết. Có gì làm bằng chứng? Giao chuyện gì với tụi bay cũng làm không xong hết. Bằng 1/10 của thằng Phong thì hay biết mấy. Biến đi. Thôi khoan đã. Dạ. Giao thuốc cho mấy con đào đi. Hôm nay tụi em được giao hàng luôn hết đại ca. Tụi nó bị bệnh á. Giao thuốc cảm cho tụi nó uống. Tầm của tụi bay chỉ có nhiêu đó thôi. Biến. Alo. Không, nghỉ ngơi đi. Chuyện đó để bọn nhỏ nó làm. Lớn tuổi rồi. Cái gì tôi gọi không sao? Dạ, em nghe đại ca. Chuẩn bị hàng cho tiền kỹ. Tôi sẽ đích thân đi với chú làm chuyện này. Hello. Chú. Có chuyện gì mà căng thẳng quá vậy cô gái? Uống một miếng sữa tươi cho đời thêm tươi đi nào. Con cảm ơn chú. Sao?
Con có chuyện muốn nói với chú. Con có việc nói, san sẻ với chú. Chú sẽ giúp con hết sức mình. Theo con được biết, Thiệp Phong là con trai của cái người mà 25 năm trước đã gây tai nạn cho ba con. Trời đất ơi. Dạ con cũng biết, anh ta là người trong đường dây buôn bán ma túy. Trời đất ơi, có chuyện đó nữa hả? Đúng là trên đời chuyện quái quỷ gì cũng có thể xảy ra được hết. Rồi con tính sao? Con muốn trả thù. Con muốn anh ta mất hết tất cả. Sao con? Nhưng con không muốn anh ấy chứ. Chú hiểu mà. Con có tình cảm với Phong. Chú thiết nghĩ là con nên tha thứ cho Phong đi. Con đừng nên trả thù. Hãy nghĩ tới cái chết của ba mẹ mình mà tha thứ cho nó. Vậy con phải làm gì? Ê, con đừng nói chú là con muốn. Con biết mình phải làm gì rồi. Con gái, đừng có làm chuyện gì dại dột nghe chưa. Nhà mình kiến nó bu quá trời này. Bây giờ làm sao chú? Thì bây giờ á, con lấy tờ giấy, con viết chữ muối rồi dán vô cái hũ là nó hết bu à. Ủa kiến nó biết chữ rồi chú? Nó khôn thôi, lắm chứ không phải ngu như con ở đâu. Hoài. Dạ em nghe. Ngày mai em có bận làm gì không? Dạ có gì không anh? Anh có chuyện này muốn nói với em. Nhưng mà. Nhưng sao anh? Ngày mai gặp nhau rồi anh sẽ nói. Dạ, bye bye anh. Bye bye. Anh sắp xong chưa? Sắp xong rồi, còn em? Em cũng sắp xong rồi. Em có sao không? Tự nhiên em chóng mặt quá. Mới vì lúc nãy anh thấy em còn khỏe mà. Em cũng không biết sao nữa. Chắc bị say nắng lúc nãy á. Để anh đưa em lên phòng nghỉ ngơi. Đi. Dạ. À. Anh lấy giùm em cái túi nha. Đi em. Em mời thì nằm nghỉ ngơi đi. Nấu cơm xong anh sẽ gọi em xuống. Dạ. Dạ, em nghe đây ca. Giao dịch sớm một tiếng. Đi nhanh đi. Dạ. Xa quá xa đôi vòng tay ấy em tìm đâu thấy.
Trâm à, khi em xem được đoạn video này thì anh đã đi lâu lắm rồi. Anh có cảm giác là chuyến đi này rất bất an. Anh có quá nhiều chuyện muốn nói với em. Em là người con gái mà lần đầu tiên anh gặp đã khiến cho con tim của anh loạn nhịp. Anh hiểu được là cuộc sống của em từ trước đến nay đã quá vất vả rồi. Anh không muốn em vất vả hơn nữa. Không biết là chuyến đi này anh có về hay không, nhưng nếu anh không về thì anh hy vọng món quà anh gửi lại cho em sẽ đủ để cho em thực hiện ước mơ và nguyện vọng của mình. Gửi em, người con gái anh yêu. Tao lại thời đại gì rồi mà còn xài thứ này hả? Liên quan mặt tao à? Mày tưởng tao ngu hả? Bỏ tiền tỷ ra chỉ để mua bột mì hay sao? Bình tĩnh đi, có cách giải quyết mà. Sao vậy mày? Đại ca, chắc là có sự nhầm lẫn nào đó. Chuyện quan trọng như vậy mà mày nói nhầm lẫn, mai mốt mày lấy vợ rồi mày có nhầm lẫn không mày? Tao chưa lên tiếng mà tụi mày manh động quá vậy. Mày bớt nói lên đi thằng già. Con mẹ mày, tụi tao thích manh động thì sao? Hả? Hả? Cái tầm của tụi tao cỡ này thôi đúng không? Mày định tạo phản hả? Không phải định tạo phản mà là đang tạo phản đại ca. Ơ hay, mày làm gì vậy nhóc? Mày coi phim hành động nhiều quá rồi mày tính một mình chống tất cả hả? Đại ca, chắc ông không có ngờ một thằng già khù khờ như tôi lại có ngày lật đổ ông đúng không? Thôi ông nghỉ ngơi đi, chuyện đó để tụi nhỏ nó làm, lớn tuổi rồi. Có gì tôi gọi ông sao? Alo, alo, alo. Giao thời gian xong đại ca. Mày thấy tao có già không? Yếu lắm. Có tôi làm ăn mà học hỏi nè đại ca. Ê, có gì đâu căng quá vậy? Thả lỏng, bỏ xuống xuống đi nào, bỏ xuống xuống đi nào. Em đã nói với anh rồi, làm việc với em bao giờ cũng thuận lợi hết. Đây, đây là số hàng thử, hàng mẫu. Trong vòng 24 tiếng đồng hồ nữa, tất cả số hàng sẽ được chuyển thẳng tới nhà anh. Nhưng mà em chỉ lấy nửa số tiền thôi, còn nửa số tiền còn lại em sẽ tặng cho anh, coi như là món quà đầu tiên chúng ta hợp tác đó mà. Hợp lệ không? Tôi tạm thời tin cậu. Trong vòng 24 tiếng đồng hồ phải có hàng cho tôi. Anh yên tâm. Còn chuyện gia đình của cậu thì cậu tự xử, nhớ đúng hẹn là được. Em biết em phải làm gì mà. Bye bye. Bye bye. Bye bye nha. Bye bye. Đại ca, tụi bay cho đại ca một số món quà kỷ niệm lên cơ thể đi nào. Mày đau quá hả đại ca? Hả? Con chó già, đây là hậu quả của những thằng không tôn trọng anh em tụi tao đó. Từ trước đến giờ mày rất coi thường anh em tụi tao đúng không? Hả? Từ lúc mày biết nói tới bây giờ, mày xem anh em tụi tao như một con chó. Để rồi mày nhìn đi hả? Ngay cả nó cũng phản mày nè. Mày thấy chưa?
Chắc mày đâu có ngờ những thằng thân cận nhất của mày lại bán đứng mày đúng không? Thấy cũng bình thường mà. Tại vì nó sẽ đi đến những cái nơi mà nó có chỗ dung thân thôi. Vậy là số hàng hôm nay là do ông tráo đổi. Hả? Bậy bậy bậy. Sai lắm. Cái chuyện đó tao không có làm. Con Trâm nó làm. Nhưng mà kịch bản tao viết. Mày biết trong cuộc đời của tao ghét nhất là thứ gì không? Là những con người ngăn cản con đường của tao. Trời trời. Tự nhiên nhìn khúc này tao nhớ lại cái chuyện 25 năm về trước quá. Cái chuyện mà ba con Trâm bị tai nạn chết. Rồi chuyện của ba mày bị ở tù quan là do tao hết á. Trời ơi, trời trời trời, quá trời tiền luôn anh hai ơi. Trời, kiểu này mình ăn hàng thêm vài cú là mình giàu ấm luôn á anh hai. Thôi, chắc là tao không làm nữa. Ủa, sao vậy? Vụ này là vụ cuối tao với mày làm. Thôi, mình đang hên mà. Mày đang có số vốn rồi đó, kiếm gì mà làm ăn. Sao kỳ vậy? Vợ tao đang có bầu, cũng sắp sanh rồi. Tao sắp làm cha rồi. Tao phải sống sao cho con tao nó noi gương tao. Nhưng mà... Tao có những gì hết. Quay đầu là bờ. Sao không? Ông chạy xe cái gì kỳ cục vậy? Tôi có chuyện gấp lắm, tôi đang chở người đi đẻ. Có sao không anh ơi? Anh không sao, không sao, cháu không sao đâu. Ông đi đi, có chuyện gấp thì đi đi. Để tôi kêu xe cứu thương tới. Được rồi, được rồi. Ông có chuyện gấp thì cứ đi đi. Chạy máu kìa. Anh em tôi tính được mà. Đi đi. Cảm ơn nghe. Anh hai. Anh có sao không anh hai? Có ai không? Có ai đây không? Có ai không? Tiền này của tao hết. Không. Hả? Như vậy thì ông nói nhầm rồi. Ba tôi không hề bị ở tù. Vụ án 25 năm về trước, công an đã kết luận tuy ba tôi là người đã gây ra tai nạn, nhưng không trực tiếp gây ra cái chết cho nạn nhân, mà là một người khác đã ném đá dấu tay thực hiện chuyện đó. Thì ra kẻ đó chính là ông. Cái chuyện của mày thì kệ cha mày. Tao làm chuyện gì đó là chuyện của tao. Còn ngày hôm nay ba mày không chết thì mày sẽ chết thay cho ba mày. Tại sao? Tại sao ông lại làm như vậy? Ôi, sao con lại biết chú ở đây? Sao con lại tới đây làm cái gì? Đáng lẽ đâu là giờ này thì con phải ở nhà đắp chăn và ngủ ngon rồi chứ con gái. Ông đừng diễn nữa. Tôi đã nghe hết tất cả mọi chuyện. Từ mấy ngày lấy được đặt trong điện thoại của anh Phong rồi. Tại sao ông giết ba tôi? Ông lại còn nhẫn nuôi tôi, rồi đẩy tôi vô cảnh trớ trêu như ngày hôm nay. Con gái à, trời ơi, mọi chuyện không phải như con nghĩ đâu con. Biết nói làm sao cho con hiểu đây. Thật ra là chú yêu mẹ con, nhưng mà mẹ con lại yêu ba con. Chú cứ thiết nghĩ là khi mà ba con mất đi thì mẹ con sẽ đi theo chú. Nhưng chú không ngờ, chú không ngờ mẹ con lại đi theo ba con luôn. Theo lời trăn trối của mẹ con thì chú phải nuôi dưỡng yêu thương con như là con gái của mình. Con gái không được khóc nhè, lớn rồi. Không sao đâu, chú cậu con tới trạm xá, bác sĩ khám bệnh xong cho thuốc uống là mình hết bệnh, mình khỏe lại à. Trời ơi, ngày hôm nay con lại biết hết mọi bí mật của chú.
Thôi thì tao cho mày theo mẹ mày luôn cho rồi hả? Tôi không ngờ người mà suốt 25 năm qua tôi xem như ba của mình hôm nay lại nhẫn tâm giết tôi. Súng của anh Phong đúng không? Ông đâu có ngờ nó không có đạn đúng không? Ông chỉ dạy tôi cách tráo hàng, nhưng tôi còn làm hơn thế nữa. Tôi đã lấy đạn ra hết rồi, và hôm nay tôi bắt ông phải trả giá cho tất cả những gì mà ông đã làm. Con nhỏ này lâu cá thiệt. Đây đây. Anh Phong, tất cả đứng im, mọi súng súng giơ tay lên. Anh Phong, anh đừng nhắm mắt mà, đừng bỏ em. Anh Phong, anh tỉnh dậy đi, em có nhiều chuyện muốn nói với anh lắm. Tỉnh dậy đi anh Phong. Thôi kết thúc rồi, đứng lên đi, đừng diễn nữa. Gia đình người ta đang có chuyện buồn mà diễn cái gì mà diễn. Tôi không có nói hai anh, mà là tôi nói đồng đội của tôi thôi. Đồng đội là sao? Ngày xưa cô đá chung đội bóng à? Đứng lên đi, không lẽ tôi đưa cho cậu áo giáp giả hay sao? Đội trưởng, như vậy là tôi đã hoàn thành nhiệm vụ rồi đúng không? Nhiệm vụ của cậu lần này cậu làm tốt lắm. À, còn nhóm David? Cứ yên tâm đi, bọn chúng đã bị bắt hết rồi. Cảm ơn hai anh đã chịu hợp tác, đã giao nộp số hàng đó cho chúng tôi. Dạ. Anh Phong. Trời ơi, trời ơi anh Phong ơi. Em khóc vì nghĩ anh chết thật sao? Anh không có dễ chết đâu. Chuyện này là như... Anh biết là em có nhiều chuyện muốn hỏi anh, nhưng mà anh có chuyện này muốn nói trước. Anh muốn ôm em một cái. Anh Phong, cảm ơn anh đã giúp em hoàn thành ước mơ lớn nhất của cuộc đời mình. Ước mơ của em cũng là ước mơ của anh, và anh nghĩ cũng là ước mơ của rất nhiều người. Anh rất tự hào về em. Em qua bên kia phát quà đi. Ok. Như năng lượng lắm nè. Còn sao? Còn nằm đây hoài hả? Tính anh già hả? Nó ngủ luôn rồi. Còn mình mày là chết mẹ mày với tao rồi. Dạ. Thấy chưa em bạn? Đi ra. Thấy chưa em bạn? Đừng nghe em nữa chứ. Thấy chưa? Chị Trâm ơi, chú... Ai tháo cái cửa ra? Cái gì vậy? Anh ơi, anh sướng chi giờ em khổ quá anh ơi. Anh ơi, cái gì vậy? Anh ơi, trời ơi, sướng chi có một phút mà giờ khổ một đời vậy trời ơi. Rồi. Thôi chưa anh ơi. Chưa. Bớt kèm vô, bớt kèm đi.
đập cái kèn đi, trời ơi. Cái này đập kèn, cái móc kèn đó gì? Trời ơi, chanh ra, cho người đi đẻ nè. Anh ơi, mấy giờ em mệt quá, em đau quá. Anh có gì cho em cầm nắng là đỡ đau được không anh? Thôi, thôi, em kiếm cái cần số em cầm cho nó đỡ đau mà. Cần số gì? Cần 7. Cái cần số coi. Cần 7 rồi mà nói. Ây da. Số gì đây? Like